Rồi cái mái tóc hoa râm của bà. Hồi xưa mỗi lần gội đầu xong mới vào quấy nó trong chăn. Quay mỗi lần gội đầu ngại quá, nó lâu khô, dùng nó ớt khóc. À, cả ông Nhật Trường. Rất là ngon. Hai là Hương Thần trả lời rằng à, không phải gì, không phải Hương Thần, à không phải Hương Thần hả, cái này là gương để soi mặt thôi phải không? Mà thế thì chúng ta đã hoàn thành phần thi khởi động đầu tiên của mình với 30 điểm. Xếp với bà kìa, bà đang mày bà đang lấy cái tiền gì đó, dạ để xếp chung nha. Trả lời sau của chương trình được 20 điểm, trả lời sai chính là phần loại của chương trình.
cỡ bé đó. Để thấy bé kia. Đây nè, bé ở trong ổ cúc kính nè, bố thấy nè. Anh cuốn gắn chặt quá. Con cá. À, vậy là một con cá đó, bé thiếu một con cá hôm nãy bé nhớ không? Nó đang vỡ ra đây nè. Bé xếp cái xe đi bé ơi. Bé xếp thành cái xe. Thuộc bài cháu yêu bà lắm đấy. À, bé thấy bà kìa, tóc bà trắng kìa, bé hát đi. Bé bà đậu que hả hay cả sao cái đậu que bò nha. Rồi bé dỗ em kia cho em kia khỏi khóc nha. Để vuốt tóc cho em đi. Vuốt cho ngay ngắn tóc cho em. Em cười với em đừng có khóc nha. Để dỗ vỗ vỗ cho em đừng có khóc nha. Bé hỏi bác vui nữa, bé quên hỏi rồi. Phần thứ tiếp theo chỉ là điện ảnh trên màn hình máy tính. Các bạn, mỗi điện ảnh có đi vậy là nó sẽ đứng gần nhà không? Đi không dám không nó. Ủa đi lẹ một tí thì phải chuyển xe. Một tí thì phải chuyển qua hai, hai nữa. Nhưng đi có một tí. Đó là đang ở Việt Nam và đỏ của các chỉ khác nhau để tự vận vào người điện. Ông mà thật ra đi xe buýt là biết nó rộng á, nó không bị say xe, đi xe taxi nó dễ bị say xe. Không phải. Còn chưa đi xe buýt hai tầng luôn.